được mệnh danh là Vũng Tàu thuở ban sơ, Phước Hải chính là một thiên đường dành cho những ai đam mê khám phá. Không chỉ tận hưởng vẻ đẹp của biển xanh cát trắng đầy nắng gió, Phước Hải còn là dải đất để thưởng ngoạn biển Đông, đón trọn bình minh lẫn hoàng hôn. Món quà diệu kỳ mà thiên nhiên dành tặng cho nơi đây chính là một chốn về bình yên cho những nhịp sống giản dị, gắn liền với hơi thở đại dương qua bao thế hệ. Thế nhưng vẫn còn một bí mật khiến Phước Hải sẽ trở thành tâm điểm du lịch lẫn đầu tư địa ốc. Đó chính là sự xuất hiện của Diabus Beach Club Thượng Lưu, mở ra kỷ nguyên nghỉ dưỡng đầy đẳng cấp. Hướng tới những giá trị tinh thần và sức khỏe, nhu cầu sở hữu một ngôi nhà thứ hai với không gian thoáng đãng trong lành trở nên vô cùng thiết yếu. Thế nhưng tìm nơi đâu giữa đô thị tràn ngập khói bụi ồn ào, một nơi để nghỉ dưỡng sau những bộn bề của cuộc sống. Với Diabus, cơ hội sở hữu ngôi nhà thứ hai đầy đẳng cấp, hoàn toàn trong tầm tay của một thế hệ thượng lưu kiểu mới. Cách thành phố Hồ Chí Minh chưa tới 1,5 tiếng lái xe, Bà Rịa Vũng Tàu luôn giữ vững vị thế thủ phủ du lịch hàng đầu miền Nam. Với 18 triệu lượt khách du lịch trong năm 2019 và doanh thu từ du lịch gần 20.000 tỷ đồng, Bà Rịa Vũng Tàu có thể tạo sức bật mạnh mẽ cho rất nhiều những khu vực trực thuộc, đặc biệt là Phước Hải. Vùng biển mang đầy phước lành và phép màu này chính là sự hội tụ tất cả những yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để bứt phá ngoạn mục. Nếu muốn tìm một điểm đến nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, hòa mình giữa thiên nhiên nguyên sơ thì Phước Hải chắc chắn là một lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. So sánh với những khu vực không còn nhiều dư địa phát triển, Diabus trở thành điểm đến lý tưởng để du khách thả mình trong làn nước xanh trong vắt, trên một bờ biển cát bồi tự nhiên hiếm có, bên cạnh vị trí vàng tựa sơn hướng hải để trở thành nơi hội tụ vượng khí tài lộc, phúc khí luân chuyển quanh năm. Bằng những trải nghiệm đỉnh cao, tinh tế, xuất phát từ tâm huyết dành cho mảnh đất Phước Hải giàu sức sống, Diabus chính là một hành trình đầy cảm hứng dành cho những ai tìm kiếm một ngôi nhà thứ hai đích thực và một khoản đầu tư bền vững mang tính tiên phong. Lấy ý tưởng từ thiên yến, cánh chim trời, Diabus thể hiện khát vọng vươn cao, sự sải cánh đầy tự do, khoáng đạt của PPG Holdings trên hành trình chinh phục những nhà đầu tư thông thái. Với 7 phân khu từ con số 7 may mắn kỳ diệu, Diabus là tổ hợp giải trí Beach Club Thượng Lưu, đặt nền móng cho kỷ nguyên nghỉ dưỡng hiện đại tại Phước Hải. Tọa lạc ngay mặt tiền, vị trí sinh tài bao gồm 658 căn hộ nghỉ dưỡng và 58 căn villa. Với thiết kế đầy cảm hứng và mang tính tiên phong, những ngôi nhà thứ hai này mang đến một không gian quen thuộc như tổ ấm, nhưng vô cùng đẳng cấp, trong lành và tốt cho sức khỏe. Dù là bình minh hay hoàng hôn, thiết kế thông minh, khác biệt của những căn hộ nghỉ dưỡng tại Diabus đều mang đến cảm giác dễ chịu, thư thái cho chủ nhân, đắm mình trong một không gian ngập tràn nắng gió. Đặc biệt, các căn hộ nghỉ dưỡng tại hai tòa đều được bàn giao hoàn thiện nội thất, đầy đủ tiện nghi với công nghệ hiện đại. Bên cạnh việc hưởng thụ một kỳ nghỉ thoải mái, căn hộ nghỉ dưỡng Diabus còn là một khoản đầu tư cho thuê, chia sẻ kỳ nghỉ vô cùng hấp dẫn với lợi nhuận đích thực đến từ tiềm năng du lịch đầy hứa hẹn, mở đường cho du lịch Phước Hải tự tin cất cánh. Tọa lạc ngay dưới chân ngọn núi Thiên Kiêu Hùng, Minh Đạm, The Eden Villa chính là một nơi chốn địa đàng có thật giữa đất trời Phước Hải nên thơ. Ứng dụng công nghệ hiện đại nhất từ năng lượng mặt trời và điều khiển thông minh, đây thực sự là tài sản sở hữu giá trị, bền vững, vượt trội chưa từng có tại Phước Hải. Tất cả tạo nên một cộng đồng thượng lưu ưu tú để tận hưởng những trải nghiệm Beach Club đỉnh cao xứng tầm lần đầu tiên tại Phước Hải. Sáu mươi tám tiện ích hoàn hảo đáp ứng mọi nhu cầu, dù đó là chuyến phiêu lưu đầy ngẫu hứng, là kỳ nghỉ gia đình để gắn kết yêu thương, là đám cưới trong mơ trao lời thề dưới ánh hoàng hôn tuyệt diệu, hay tiệc du thuyền riêng tư đẳng cấp cho giới thượng lưu, tất cả đều có thể tìm thấy tại Diabus.